Đứng trước việc hội nhập và hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, doanh nghiệp Việt Nam không nên nghĩ mình quá yếu, không thể cạnh tranh mà phải tự tin bước vào thị trường với tâm thế sẵn sàng chấp nhận cạnh tranh. Đây là một trong những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Quốc Khánh, trưởng đoàn đàm phán TPP Việt Nam với doanh nghiệp tại buổi đối thoại TPP Cơ hội nào cho doanh nghiệp tại Việt Nam diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì ghi nhanh của phóng viên chúng tôi tại buổi đối thoại này, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, buổi đối thoại về TPP cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán TPP Việt Nam diễn ra sáng ngày 17 tháng 3 đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Theo Thứ trưởng thì điều này cho thấy sức nóng của TPP đối với nền kinh tế Việt Nam và mức độ quan tâm của các doanh nghiệp đối với hiệp định này. Tại buổi đối thoại thì vị trưởng đoàn đàm phán cũng đã chuyển tải rất nhiều thông điệp ý nghĩa trong việc tận dụng nắm bắt cơ hội từ TPP đến các doanh nghiệp. Không đi sâu vào các yếu tố kỹ thuật cũng như các nội dung cam kết trong TPP, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã chỉ ra những cơ hội rõ ràng, giải đáp cho các thắc mắc của doanh nghiệp về sự cần thiết phải tham gia TPP của Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang là nền kinh tế yếu nhất trong các nước tham gia TPP. Theo Thứ trưởng, cơ hội từ TPP cho nền kinh tế Việt Nam, cho các doanh nghiệp không chỉ đến từ thúc đẩy xuất khẩu các ngành chủ lực nhờ việc giảm thuế, mà cơ hội lớn hơn là tăng thu hút đầu tư của các nhà đầu tư thế hệ mới với chất lượng đầu tư tốt hơn vào thị trường Việt Nam. Thì việc các tập đoàn lớn di chuyển cái chuỗi sản xuất của họ sang Việt Nam đó, hay là một phần của cái chuỗi sản xuất đó sang Việt Nam, có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lúc đó Việt Nam chúng ta trở thành một bộ phận trong chuỗi cung ứng khu vực đó. Mà nếu như chúng ta đã nằm được trong cái chuỗi cung ứng đó, thì thị trường sẽ ổn định hơn rất nhiều. Cũng theo Thứ trưởng, TPP cũng sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường chứng khoán khi kinh tế phát triển. Thị trường sẽ có các nhà đầu tư lớn hơn, các sản phẩm niêm yết tốt hơn, huy động được vốn từ thị trường cho đầu tư phát triển. TPP cũng mang đến cơ hội có môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho các doanh nghiệp từ nỗ lực thực thi các cam kết, các bộ quy tắc ứng xử về quản lý nhà nước trong TPP của chính phủ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng nhận định, TPP sẽ mang kèm theo đó các thách thức. Trong đó, thách thức lớn nhất là sức ép cạnh tranh, sức ép thay đổi chính mình của chính phủ, của doanh nghiệp, thay đổi tâm thế khi đi vào hội nhập. Theo Thứ trưởng, vào TPP, doanh nghiệp phải chủ động hơn, không nên luôn nghĩ mình yếu và cần sự hỗ trợ của chính phủ. Chúng ta cần phải gạt bỏ cái suy nghĩ là gì? Nhà nước phải giúp đỡ chúng ta trong mọi chuyện. Trong số các câu hỏi tôi nhận được ngày hôm nay, tôi tin là sẽ nhận được câu hỏi nhà nước sẽ làm gì để hỗ trợ chúng tôi. Ta cần phải bước vào thị trường với một tâm thế là chấp nhận cạnh tranh. Rào trước các lo lắng của doanh nghiệp về việc cơ hội từ TPP có thể chỉ mang đến cho một số ngành nghề và cho các doanh nghiệp FDI, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng cơ hội có thể phân chia không đều, nhưng luôn có cho những ai biết nỗ lực và có sự chuẩn bị tốt. Và sự chuẩn bị tốt ở đây, theo Thứ trưởng, là doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược cạnh tranh, từ cạnh tranh bằng giá thấp sang cạnh tranh bằng chất lượng, chú ý đến quản trị hiện đại và tận dụng các công cụ marketing hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh của mình. Đáp lại là khuyến nghị doanh nghiệp không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ. Một số doanh nghiệp cho rằng việc đặt các doanh nghiệp Việt Nam với những hạn chế về năng lực, trình độ trong một môi trường cạnh tranh ngang hàng với doanh nghiệp phát triển, ví như cuộc cạnh tranh giữa kẻ mới học lớp 1, lớp 2 với người có trình độ đại học. Do đó, việc chính phủ phải hỗ trợ để doanh nghiệp Việt Nam mạnh lên trên đôi chân của mình là cần thiết. Và các hỗ trợ ở đây không phải chỉ là nguồn lực tài chính. Khi mà chúng ta tham nhập sâu như vậy thì điều cần nhất là gì? Chúng ta phải mạnh, mà mạnh lên đôi chân của các doanh nghiệp là chính. Và muốn các doanh nghiệp mạnh thì sự kiến tạo chính sách của chính phủ là rất quan trọng. Tôi thường ví là các doanh nghiệp như ngọn cỏ trên sa mạc, người ta nỗ lực để người ta sống sót, để người ta tự biết người ta phải cố gắng mà người ta làm cái gì. Về bên đó tôi thấy yên tâm, nhưng mà về phía chính phủ thì tôi lại nhìn thấy một góc độ khác. 5 năm trở lại đây thì các cái chính sách gần như là chạy theo các cái quyền lực của các nhóm lợi ích. Để tham gia vào những cái hiệp ước mà sắp đây của Việt Nam á, mà doanh nghiệp và trông chờ vào chính phủ thì tôi nghĩ là không trông chờ nổi đâu. Tại vì cái giai đoạn này là doanh nghiệp giống như là một người trưởng thành rồi, phải tự lo cho thân mình, phải tự đánh giá khả năng mình và cần là một cái chính sách chung của chính phủ cho tất cả các doanh nghiệp chung, chứ không phải là chờ một cái sự là chăm sóc một cách trực tiếp. Về vấn đề trên, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, TPP cũng đặt chính phủ vào môi trường cạnh tranh và buộc chính phủ trong điều hành phải có sự thay đổi. Hiện chính phủ cũng đã ý thức được điều này và đang thay đổi từ tư duy quản lý chặt sang tư duy kiến tạo. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ đang nỗ lực cải cách để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho các doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng, điều cần làm là doanh nghiệp phải chủ động và tăng cường đối thoại với chính phủ thông qua các hiệp hội để chính phủ kiến tạo các chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp.